Phương Thúy xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin dịch COVID-19 trên kênh FBNC. Bản tin ngày hôm nay, ngày 22 tháng 10 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên thế giới, quan chức Trung Quốc khẳng định COVID-19 có thể lây từ đồ vật sang người. Hai vaccine bất hoạt do Trung Quốc phát triển được phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Thượng viện Mỹ sẽ xem xét thỏa thuận gói cứu trợ COVID-19 toàn diện. Mexico cảnh báo về COVID-19 bùng phát trở lại do hàng loạt ngày lễ lớn. Tại Việt Nam, tất cả trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2. Không còn trường hợp nào phải theo dõi cách ly tại Khánh Hòa. Việt Nam thuộc top quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh, kịp thời, chi phí thấp. Tính đến 18 giờ ngày 21 tháng 10, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mức 41,1 triệu ca, trong đó số ca chữa khỏi là hơn 30,6 triệu ca và số ca tử vong vì COVID-19 đã vượt mức 1,1 triệu ca. Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với số ca nhiễm vượt mốc 8,5 triệu ca, trong đó hơn 222.000 ca đã tử vong. Trong thời gian gần đây, số ca mắc bệnh và nhập viện vì COVID-19 tăng vọt tại Mỹ, làm dấy lên lo ngại về khả năng làn sóng dịch thứ ba đang diễn ra như các chuyên gia đã cảnh báo trước đó. Các chuyên gia y tế Mỹ cũng cho rằng tình hình dịch bệnh sẽ nghiêm trọng hơn vào mùa đông với các bữa tiệc được tổ chức trong không gian kín. Theo sau Mỹ vẫn là Ấn Độ với hơn 7,6 triệu ca mắc bệnh. Số ca tử vong tại quốc gia này đã vượt mốc 115.000 ca. Brazil đứng vị trí thứ 3 với hơn 5,2 triệu ca nhiễm và hơn 154.000 ca tử vong. Nga đứng vị trí thứ 4, hiện có hơn 1,4 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 24,9.000 ca đã tử vong. Tại châu Âu, các nước đang chật vật tính toán để tránh phải phong tỏa đất nước lần thứ 2. Thưa quý vị, tại Trung Quốc mới đây thì bà Luan Xin, phó thị trưởng thành phố Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông cho biết, thành phố đang phải đối mặt với áp lực lớn trong việc ngăn chặn số ca mắc COVID-19 từ nước ngoài và cho biết thêm rằng virus SARS-CoV-2 có thể lây truyền từ đồ vật sang người. Bà Luan Xin nói, Thanh Đảo hiện đang phải đối diện với áp lực về số ca mắc COVID-19 từ nước ngoài, bởi đây là thành phố có rất nhiều sân bay và cảng biển. Việc ngăn chặn cần được tiến hành ở hai khía cạnh, khách du lịch và cả các đồ vật của họ. Hiện tại chúng tôi đã yêu cầu kiểm tra và xét nghiệm cả khách du lịch và đồ vật. Đối với trường hợp COVID-19 được xác nhận tại nhà ga Dagang của cảng Qingdao, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã thực hiện phân tích lấy mẫu bề mặt và tìm thấy một loại virus sống. Họ chính thức tuyên bố với công chúng rằng virus có thể truyền từ đồ vật sang người, đã có đầy đủ chứng cứ để chứng minh điều này. Bà cũng bổ sung thêm rằng các chuyên gia y tế cũng chứng minh được virus có thể lây truyền khi còn sống trong điều kiện đông lạnh, việc vận chuyển hàng hải sẽ mất nhiều thời gian, trong khi đó virus vẫn còn sống. Đây là lần đầu tiên trên thế giới tìm thấy chuỗi bằng chứng cho cả hai kết luận, điều này cũng mang lại áp lực lớn trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của virus. Vì vậy, Thanh Đảo sẽ chú trọng hơn trong việc ngăn chặn virus từ nước ngoài và thực hiện một số điều chỉnh theo kiến thức mới mà họ đã vừa mới tiếp thu. Thanh Đảo đã ghi nhận một cụm nhiễm COVID-19 địa phương mới, dẫn đến 13 ca nhiễm mới vào giữa tháng 10. Việc khử trùng không thích hợp trong phòng CT tại một bệnh viện ở Thanh Đảo được chỉ định để điều tra các trường hợp COVID-19 từ nước ngoài, được cho là nguyên nhân gây ra việc này. Ngay sau đó, Thanh Đảo đã hoàn thành một cuộc kiểm tra axit nucleic trên toàn thành phố đối với tất cả 11 triệu cư dân và không có trường hợp dương tính mới nào được ghi nhận. Về tình hình nghiên cứu vaccine COVID-19, thưa quý vị, hai loại vaccine COVID-19 bất hoạt do Trung Quốc phát triển đã được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp và sản lượng hàng năm của chúng dự kiến đạt 1 tỷ liều vào năm tới. Theo Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc Sinopharm Group thông báo ngày 20 tháng 10 vừa qua. Ông Liu Jingzhen, chủ tịch của Sinopharm, cho biết hai loại vaccine trực thuộc Sinopharm phát triển đã được quốc tế công nhận rộng rãi. Cho đến nay, hai loại vaccine COVID-19 bất hoạt được phát triển bởi Viện Sản phẩm Sinh học Bắc Kinh và Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán thuộc tập đoàn Sinopharm đã được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại 10 quốc gia, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Pháp, Jordan, Peru, Argentina và Ai Cập. Hơn 50.000 tình nguyện viên đã được chủng ngừa và tổng số người được tiêm chủng sẽ lên tới hơn 60.000 người. Cho đến nay, vaccine đã cho kết quả rất tốt. Hiện nay, hàng chục quốc gia đã bày tỏ nhu cầu của họ đối với vaccine của tập đoàn Sinopharm. Ông Liu cho biết, các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trong nước đã cho thấy hiệu quả tốt về tính an toàn và hiệu quả trên những người tình nguyện được tiêm chủng. Sau khi có được dữ liệu về độ an toàn và khả năng bảo vệ trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, vaccine này có thể được đưa ra thị trường sau khi được xem xét và phê duyệt.
Trên thực tế, việc sử dụng khẩn cấp đã bắt đầu. Hai vaccine bất hoạt do Sinopharm đưa vào phạm vi sử dụng khẩn cấp. Hiện tại, tập đoàn BioNTech quốc gia Trung Quốc đã sẵn sàng cho việc sản xuất vaccine quy mô lớn. Hai nhà máy sản xuất vaccine COVID-19 B3 của Viện Chế phẩm Sinh học Bắc Kinh và Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán đã hoàn thành sản xuất hàng năm. Ông Liu cho biết công suất sẽ đạt 1 tỷ liều vào năm tới để đảm bảo cung cấp đủ vaccine. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm thứ Ba ngày 20 tháng 10 cho biết chính phủ đang làm việc nhanh chóng để đảm bảo cung cấp vaccine COVID-19 cho mọi công dân ngay sau khi vaccine được sản xuất đại trà. Đồng thời, ông Modi kêu gọi người dân Ấn Độ tiếp tục đeo khẩu trang và duy trì các quy tắc giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan thêm của đại dịch trước mùa lễ hội của đất nước. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết trong một bài phát biểu rằng bất cứ khi nào vaccine COVID-19 được sản xuất rộng rãi, chính phủ sẽ nỗ lực để vaccine đến tận tay của toàn thể người dân. Vào ngày 20 tháng 10, Ấn Độ đã ghi nhận số ca mắc hàng ngày thấp nhất trong gần 3 tháng, khi các ca nhiễm mới tiếp tục giảm so với mức đỉnh vào tháng 9 vừa qua. Các chuyên gia đã ghi nhận rằng số ca nhiễm có thể gia tăng ở Ấn Độ khi mùa lễ sắp đến, với các lễ kỷ niệm của các lễ Hindu Durga Puja và Diwali sẽ lần lượt diễn ra vào tháng này và vào giữa tháng 11. Trong bài phát biểu của mình, ông Modi nói với công chúng rằng đây không phải là lúc bất cẩn và Ấn Độ không thể tự mãn trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Ông nhắc nhở, nếu người dân trở nên cẩu thả, bước ra ngoài mà không đeo khẩu trang thì đó là đang đặt mình và gia đình vào tình huống nguy hiểm. Người đứng đầu cơ quan nghiên cứu lâm sàng của Ấn Độ, Hội đồng nghiên cứu y khoa Ấn Độ nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng các loại thuốc như Remdesivir kháng virus và thuốc chống sốt rét SCQ được coi là vũ khí tiềm năng chống lại COVID-19 không hoạt động như mong đợi của Ấn Độ. Tại Mỹ, lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell hôm thứ Ba ngày 20 tháng 10 nói rằng nếu Chủ tịch Hạ viện Dân chủ Nancy Pelosi và Nhà Trắng đạt được thỏa thuận cho gói cứu trợ toàn diện COVID-19 thì Thượng viện sẽ xem xét nó. Hôm thứ Ba, ông Trump đã thúc đẩy gói viện trợ và nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News rằng ông sẽ chấp nhận một thỏa thuận trị giá hơn 2,2 ngàn tỷ đô la Mỹ, bất chấp sự phản đối của các biện pháp chi tiêu lớn giữa các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Nhà Trắng đã đề xuất 1,8 ngàn tỷ đô la cứu trợ COVID-19, trong khi Hạ viện lại muốn thúc đẩy gói cứu trợ trị giá 2,2 ngàn tỷ đô la. Bà Pelosi và Bộ trưởng Tài chính của Tổng thống Trump là ông Steven Mnuchin đã đàm phán kể từ tháng 8 về một kế hoạch viện trợ COVID-19 mới. Bất kỳ biện pháp kích thích mới nào cũng sẽ nằm ngoài khoản cứu trợ 3.000 tỷ đô la Mỹ mà Quốc hội đã thông qua vào đầu năm nay. Cùng ngày, Thủ tướng hai nước Ý và Tây Ban Nha đã tổ chức một chương trình nghị sự tại Rome mà trong đó chủ đề chính là thảo luận về COVID-19 khi số ca nhiễm đang ngày càng một tăng cao ở hai quốc gia Địa Trung Hải này. Số ca mắc mới ở Ý vừa mới chạm mốc kỷ lục hơn 11.700 ca vào Chủ nhật, buộc chính phủ phải công bố các lệnh hạn chế mới để kiểm soát đại dịch. Dù tình trạng dịch bệnh đang diễn biến tồi tệ, nhưng Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã loại trừ khả năng ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc. Trong một nỗ lực để giải quyết sự gia tăng các trường hợp COVID-19, khu vực phía nam Campania của Ý có kế hoạch áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm từ cuối tuần tới, với động thái tương tự của khu vực phía bắc Lombardy vào ngày 19 tháng 10 vừa qua. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng Bộ Y tế Salvador Illa cho biết chính phủ đang xem xét các hạn chế mới, bao gồm cả lệnh giới nghiêm ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề như Madrid để đối phó với làn sóng lây nhiễm virus mới. Tây Ban Nha, quốc gia có số ca nhiễm cao nhất Tây Âu, có khả năng vượt qua 1 triệu ca trong tuần này. Tây Ban Nha phát hiện thêm 13.873 trường hợp nhiễm COVID-19 vào hôm qua, nâng tổng số ca lên 988.322 ca. Số người chết hiện tại là 34.210 người, trong đó có 40 người chết chỉ trong 24 giờ. Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson cho biết ông sẽ áp đặt những hạn chế cứng rắn hơn đối với khu vực Greater Manchester ở miền Bắc nước Anh, mặc dù không đạt được thỏa thuận về hỗ trợ kinh phí với nhà lãnh đạo địa phương. Anh, quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19, với gần 44.000 ca tử vong, hiện đang chứng kiến một đợt lây nhiễm virus thứ hai, ghi nhận hơn 21.300 ca mắc mới và hơn 240 ca tử vong vào ngày 20 tháng 10. Chia sẻ trong cuộc họp báo, ông Johnson nói Greater Manchester sẽ được chuyển sang mức báo động về tình hình đại dịch rất cao. Ông Johnson đã ban hành các hạn chế sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 10, bao gồm việc buộc đóng cửa các quán rượu không phục vụ đồ ăn và đưa ra lời khuyên không nên đi lại hoặc ra khỏi khu vực. Ông Johnson đã chống lại việc phong tỏa toàn quốc lần thứ hai, lo sợ về những hệ lụy kinh tế thảm hại. Thay vào đó là theo đuổi chiến lược địa phương hóa, áp đặt 3 cấp hạn chế ngày càng nghiêm ngặt tại các điểm nóng về virus ở Anh.
Kế hoạch này đã bị phản đối bởi các nhà lãnh đạo ở miền Bắc, nơi tập trung những đợt bùng phát tồi tệ nhất. Những người nói rằng chính phủ không cung cấp đủ hỗ trợ tài chính cho họ để đối phó với những hạn chế chặt chẽ nhất. Thủ tướng cho biết Greater Manchester sẽ nhận được 22 triệu bảng trong tổng số 465 triệu bảng dành cho các cơ quan có thẩm quyền địa phương của Vương quốc Anh. Trước đó, thị trưởng lao động của Manchester đã nói trong một cuộc họp báo rằng chính phủ đã không đáp ứng đủ số lượng tối thiểu mà khu vực cần để bảo vệ những người nghèo nhất của mình, và các bộ trưởng đã bỏ qua các cuộc đàm phán. Còn tại Mexico, chính quyền nước này đang tăng cường các cảnh báo sức khỏe cộng đồng của mình để tránh một làn sóng lây nhiễm thứ hai, do Mexico đang bước vào thời gian lễ hội liên tiếp, bao gồm lễ hội người chết, ngày của Đức Trình Nữ Guadalupe và Giáng sinh, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia trên toàn quốc. Lễ hội người chết được diễn ra thường niên vào ngày 2 tháng 11, kết hợp với các nghi lễ Công giáo, dựa vào niềm tin thời tiền Tây Ban Nha rằng người chết sẽ trở về từ các nghĩa trang và các khu vườn công cộng. Đây là một trong những nét tín ngưỡng phổ biến nhất Mexico và thu hút người tham gia đông đảo. Các nhà chức trách cho biết các nghĩa trang sẽ vẫn đóng cửa, và chính quyền thành phố Mexico, đô thị lớn nhất của đất nước, cảnh báo rằng các biện pháp hạn chế COVID-19 chặt chẽ hơn có thể sắp được ban hành khi số người nhập viện ngày một gia tăng. Từ quan điểm sức khỏe cộng đồng, các nghĩa trang của Mexico là một nguy cơ trong lễ kỷ niệm hàng năm. Thứ trưởng Bộ Y tế Hugo López-Gatell cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba ngày 20 tháng 10. Tuy nhiên, một số người Mexico lại tỏ ra khá thất vọng vì không thể tham gia vào ngày kỷ niệm này. Chúng tôi đang đến thăm những người thân yêu của mình, thế mà họ lại làm điều này với chúng tôi, như thể điều đó không quan trọng. Thứ trưởng López-Gatell cho biết, một nguy cơ khác đối với sự gia tăng của số ca nhiễm là ngày của Đức Trinh Nữ Guadalupe vào ngày 12 tháng 12, vì hàng năm có khoảng 3 triệu người hành hương đổ về nhà thờ Công giáo ở thành phố Mexico để tôn vinh vị thánh bảo trợ của quốc gia. Cả hai lễ hội cùng với Giáng sinh đều đến khi thời tiết trở nên lạnh hơn. Tin tức tại Việt Nam, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 21 tháng 10, Việt Nam ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới là bệnh nhân 1.142, bệnh nhân 1.143 và bệnh nhân 1.144 nhập cảnh vào Việt Nam từ Nga và Angola. Cụ thể, bệnh nhân 1.142 là nữ 46 tuổi, công dân Việt Nam ở tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 16 tháng 10, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 855 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 16 tháng 10, kết quả âm tính, lấy mẫu lần 2 ngày 19 tháng 10, xét nghiệm ngày 20 tháng 10 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Bệnh nhân 1.143 là nữ 33 tuổi, có địa chỉ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân 1.144 là nam, 8 tháng tuổi, là con của bệnh nhân 1.143. Ngày 20 tháng 10, bệnh nhân 1.143 và 1.144 từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 831, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 20 tháng 10 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 21 tháng 10, Việt Nam có tổng cộng 1.144 ca mắc COVID-19, trong đó 1.046 ca đã chữa khỏi và 35 ca đã tử vong. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về chi phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, trong đó yêu cầu tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo nội dung công văn trên, về chi phí cách ly, trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, thì cá nhân tự chi trả các chi phí. Tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế, theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành. Chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 là một nguồn tài chính của cơ sở y tế. Các cơ sở y tế có trách nhiệm sử dụng nguồn tài chính thu được theo quy định để thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người nhập cảnh, bảo đảm không trùng lắp với các đối tượng ngân sách nhà nước cung cấp kinh phí để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phải mua bảo hiểm y tế quốc tế, có phạm vi thanh toán khám chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian cách ly lưu trú tại Việt Nam. Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa vừa cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh đã không còn trường hợp nào phải thực hiện biện pháp cách ly, theo dõi tại nhà và nơi cư trú, có sự giám sát của nhân viên y tế.
Trước đó, trên địa bàn tỉnh đã có trên 5.800 trường hợp phải thực hiện biện pháp cách ly để phòng chống COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Tính đến ngày 20 tháng 10, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện xét nghiệm hơn 15.100 mẫu, qua đó phát hiện 21 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 2 bệnh nhân bị mắc trong cộng đồng. Ngành Y tế Khánh Hòa đã điều trị khỏi bệnh 17 trường hợp. Trên địa bàn không có trường hợp nào tử vong và hiện vẫn còn 4 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh và Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm. Cả 4 bệnh nhân là người Việt Nam từ nước ngoài về và nhập cảnh thông qua cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Bên cạnh đó, gần 560 người từ nước ngoài về đang phải thực hiện cách ly tập trung. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, tỉnh đã cho phép 18 khách sạn với hơn 2.380 phòng được bố trí làm cơ sở cách ly y tế trong phòng chống dịch COVID-19 cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam làm việc, người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, qua đó cơ bản đáp ứng được công tác cách ly đối với các trường hợp này. Hiện nay, ngành y tế Khánh Hòa tiếp tục duy trì các số điện thoại của đường dây nóng để hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn về phòng chống dịch COVID-19 cho người dân và du khách, chỉ đạo các trung tâm y tế huyện tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn. Trải qua hai đợt đại dịch COVID-19 với những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao và được xem là nằm trong số ít quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh, kịp thời, chi phí thấp. Trong khi đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu, chúng ta đã kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hỗ trợ kịp thời nhiều nước trong phòng chống dịch. Tổ chức Y tế Thế giới, cộng đồng quốc tế đánh giá cao và cho rằng Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh, có cách làm đúng, kịp thời, hiệu quả, chi phí thấp. Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá, thành công của Việt Nam trong phòng chống đại dịch COVID-19 cho thấy một minh chứng điển hình về cách một quốc gia đang phát triển có thể chống lại đại dịch, đem đến một bài học ý nghĩa đối với các nước đang phát triển khác. Sở Du lịch Đà Nẵng vừa phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Singapore tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến, giới thiệu tiềm năng và các sản phẩm du lịch của Đà Nẵng tới thị trường Singapore. Đây là sự kiện trực tuyến đầu tiên được thí điểm tổ chức cùng một lúc tại 3 điểm cầu Việt Nam, Singapore và Malaysia. Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, tình hình kiểm soát dịch COVID-19 của thành phố đã ổn định, không chỉ hướng đến đối tượng khách nội địa, mà thời gian tới, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ hướng tới thị trường khách nước ngoài, trước mắt là thị trường Singapore. Trong thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương trong công tác quảng bá du lịch Đà Nẵng tại địa bàn, góp phần thúc đẩy năng lực xuất khẩu dịch vụ và thu hút ngoại tệ của địa phương thông qua việc hỗ trợ đăng tải các sản phẩm du lịch của Đà Nẵng lên một số tạp chí tại Singapore. Để giúp du lịch Đà Nẵng vượt khó, Sở Du lịch thành phố đã đẩy mạnh công tác duy trì kết nối với các thị trường quốc tế thông qua các cuộc gặp đối tác từ xa, các chương trình gặp gỡ trực tuyến để cập nhật diễn biến dịch COVID-19 và các biện pháp du lịch an toàn. Nền kinh tế đang chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19 khiến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp suy giảm, đồng thời nguồn thu thuế bị ảnh hưởng. Bên cạnh việc kiểm soát chặt nguồn chi, ngành tài chính vẫn đang dồn lực tạo điều kiện cho doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài. Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 9 năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 975,3 ngàn tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù số thu ngân sách chưa tăng trưởng, song đây là sự nỗ lực rất lớn của ngành thuế và hải quan trong bối cảnh vừa chống dịch vừa đảm bảo nhiệm vụ quản lý thuế. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang dồn gánh nặng lên ngân sách, thì việc chống thất thu, tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nữa mà trở thành nhiệm vụ trọng yếu. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, mặc dù hụt thu, nhưng Việt Nam vẫn đặc biệt ưu tiên cho việc chi ngân sách, dự phòng các thiết bị y tế, lương thực để chống dịch COVID-19. Tính đến ngày 24 tháng 9, Việt Nam đã chi ngân sách gần 18.000 tỷ đồng. Để đảm bảo cân đối nguồn chi, Bộ Tài chính đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết, cấp bách, giảm chi thường xuyên 10% và giảm công tác nước ngoài 70%, đồng thời đã chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và huy động nguồn lực từ xã hội. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới. Mời mọi người đăng ký kênh để theo dõi.